nay cũng trở về với lễ hội truyền thống Xuân Mậu Tuất 2018 đình làng Thôn Tử Vong. Thưa đồng hồ kính mến, đó chính là chị Hai Minh Ngọc đến từ huyện Thuận Thành. Thưa đồng hồ kính mến, người đi buôn bắc buôn giờ giàu, để thương để nhớ để sầu cho ai, sầu về một tiết tháng 2, bông chửa ra đầy người đã hái hoa, sầu về một tiết tháng 3, mưa héo ruộng cà, nắng cháy ruộng dưa. Một tràng tay thật lớn của đồng hồ để cùng chào đón sự xuất hiện của liên chị Minh Ngọc với làn điệu dân ca con họ Lê Cổ, buôn bắc buôn giàu.